lạc bộ Công an Hà Nội chiêu mộ chân sút Brazil, sắp ra mắt dàn tân binh khủng. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã giành được chữ ký của Govan Mano, ngoại binh từng khoác áo nhiều đội bóng ở sân chơi V-League. Ngay sau khi kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ Viettel, chân sút Govan Mano đã tìm được bến đỗ mới. Đó là câu lạc bộ Công an Hà Nội, đội bóng vừa lên ngôi vô địch ở V-League 2023. Chân sút người Brazil hứa hẹn là bổ sung lý tưởng cho câu lạc bộ Công an Hà Nội với kinh nghiệm thi đấu dạng dày ở V-League. Cầu thủ 29 tuổi từng thi đấu cho câu lạc bộ Sài Gòn, câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Viettel. Ở đội bóng nào, Govan cũng thể hiện được vai trò chủ công và dẫn dắt lối chơi. Cụ thể, Govan đã ghi 12 bàn sau 33 trận khoác áo câu lạc bộ Sài Gòn ở V-League, góp công lớn giúp đội Sài Gòn về thứ 3 ở V-League 2020. Sang mùa 2021, Govan khoác áo câu lạc bộ Hà Nội. Dù không còn tạo tầm ảnh hưởng lớn, nhưng Govan vẫn ghi 6 bàn sau 11 trận. Đến mùa 2022, Govan chuyển sang khoác áo câu lạc bộ Viettel. Tiền đạo này lập tức ghi dấu ấn với 9 bàn và 5 kiến tạo sau 24 trận ở V-League. Tại AFC Cup, đấu trường mà câu lạc bộ Viettel vào đến bán kết, Govan cũng khẳng định tầm quan trọng với 2 bàn thắng, 2 kiến tạo sau 4 trận đã đấu. Tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng phối hợp ăn ý với Pedro Paulo giúp Govan có khoảng thời gian thi đấu ấn tượng. Là ngòi nổ sáng tạo trong lối chơi. Tuy nhiên, chấn thương đã ngăn Govan tiếp đà phong độ ở V-League 2023. Anh phải nghỉ phần lớn mùa giải để điều trị. Chuyển sang câu lạc bộ Công an Hà Nội, Govan sẽ sát cánh cùng nhiều đồng đội đẳng cấp như Quang Hải, John Clay, Rafael Susek hay Văn Thanh. Bên cạnh Govan, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã chiêu mộ thành công trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh từ câu lạc bộ Hà Nội, cùng tiền vệ Lê Phạm Thành Long từ câu lạc bộ Thanh Hóa. Hậu vệ Hồ Văn Cường cũng chuẩn bị gia nhập đội chủ sân hàng đẩy theo bản hợp đồng cho mượn từ Sông Lam Nghệ An. 16:30 hôm nay ngày 27 tháng 9, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã giao hữu với câu lạc bộ Bình Dương. Đây cũng là trận đấu mà đội đương kim vô địch V-League sẽ ra mắt dàn tân binh nhằm hướng tới nhiệm vụ bảo vệ thành công ngôi vương ở mùa 2023-2024. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24h News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.